thầm vang bên vô nhân, nghe tiếng giao như một lời kêu than cho chỗ kiếp là lòng tôi như nhớ thương em gái lạ đã đi rồi. Cùng gánh gánh chè phiên qua lại đường này, cô gái ấy ở trong khuôn phố với một mẹ già, tôi độ sáu mươi bờ giấy mà em đã gánh nặng rồi thương đau, vì nuôi mẹ khổ nghèo nên em phải chịu nhọc nhằn lo cho đoàn câu hiếu thảo. Cơm chưa sạch cam mà em biết nấu chè phân và bán cho khách qua đường, nhưng tội nghiệp mà tay chữ AB em chưa biết một dần, nhưng em thiện lắm chiều nào em cùng học với bà mẹ già, chỉ đọc được dần xuôi. Thấy thương em cô sống trong trong cảnh đói nghèo thất học, cho nên tôi muốn bảo em mỗi ngày một buổi đến nhà để tôi dạy dùng sau bữa cơm trưa. Em đến học được chừng mười bữa, bỗng nhiên em liên tiếp vắng ba hôm, tôi đón hỏi em vào lúc nửa đêm, khi em gánh gánh chè kia về xóm dân. Nghe tôi hỏi em cúi đầu im lặng, rồi ngẩn nhìn tôi qua nâng lệ tuôn trào. Em trả lời với tôi trong tiếng nói nghẹn ngào, em nói em nghèo lắm không có tiền mua dây mực thì lấy gì trả công thầy dạy dỗ cho em. Thầy ơi má đã dặn khuyên chút đành chịu chút, đừng phiền người ta, một con một mẹ đã già, đói nghèo chịu được ơn kia có đời. Không chú dạy dỗ là mong em biết chữ, chứ đâu phải được trả công bằng quà vật bạc tiền. Vì thương em nghèo có yếu hiền, tôi nói chưa hết thì em đã khóc to hơn nữa,
và dội vàng quay đánh chạy đi. Đường vắng giữa khuya chỉ còn một mình tôi, đưa mắt nhìn theo em khuất dần trong bóng tối. Nỗi xót thương cho một kiếp sống não lùng. Rồi kể từ đêm mấy tôi không còn trông thấy bóng em đâu. Chừng hỏi thăm mới hay rằng em bị đuổi nhà và đã ra đi ở muôn, để lấy tiền nuôi bệnh mẹ tại nhà thương. Nghe chuyện ấy lòng tôi nao nao buồn tôi, thương cho cuộc đời những kẻ bơ vơ. Rồi đêm đêm đi về tên con cũ, tôi bồi hồi nhớ lại tiếng em rao, như còn dương dấn nơi phố lặng canh buồn. Em đi bán chè tinh nặng lo chữ hiếu cho tròn, giờ em đi mất đâu còn, nhưng tôi nhớ mãi tâm hồn thơm.